Bố vợ tương lai lộ diện, ngoại hình khiến con rể Quan Hải e ngại. Kể từ khi công khai hẹn hò cùng Quan Hải, cái tên Chu Thanh Quyền luôn nhận về rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Vốn là người sống kín tiếng, ít khi chia sẻ về bản thân, nhưng dạo gần đây, cô nàng lại rất chăm chỉ lộ diện. Điển hình là mới nhất, tên Tori của Facebook, gái xinh khoe chiếc clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc tổ chức sinh nhật cho bố ruột của mình. Thanh Quyền viết như sau: "Chúc mừng sinh nhật ba yêu của con chúc ba tất cả những điều tốt đẹp nhất." Ở phần bình luận, ngoài khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của chính chủ, dân mạng cũng đổ dồn sự chú ý về ngoại hình của vị phụ huynh. Hình ảnh ghi lại bố vợ tương lai của Quan Hải sở hữu ngoại hình phong độ, gương mặt trẻ trung. Ngoài ra, việc diện trang phục, áo phông cùng với quần jean khiến ông bố thêm phần hắc tuổi. Nghi vấn Quan Hải hẹn hò Chu Thanh Quyền nổ ra từ tháng 2/2021. Dù chưa một lần chính thức công khai, song thời gian qua, cặp đôi đã để lộ khá nhiều hình hẹn hò khó chối cãi.